Em lúc trước em cũng vậy, cũng hay mà cứ cứ mà lúc còn nhỏ mà chưa không biết làm, không hết động tác đấy, làm cứ vậy mà không thì lại cứ vậy, nhưng mà luôn. đứng mãi chưa nghĩ ra được động tác khác thì không phải chuyển. Thì mình cảm giác như kiểu là học viên người ta chờ mãi rồi mà sao chưa thấy có động tác ra Đúng cơ. rồi, gọi là lúc đấy là mình cũng cũng cuồng cuồng trong đầu mình, gọi là bao nhiêu Đấy. cái siêu luồng suy nghĩ mà cố gắng để nghĩ ra nhưng mà không không ra được, đúng không, rất là Không ra rối. được. Nếu mà lại tập lần nữa thì sẽ lại thành đâm ra lặp lại. Học viên cũng lên bảo ôi rồi lại tập lại. Đấy. Em thì trước đây em cũng như các chị nha, nhưng mà bây giờ là chẳng qua em dạy nhiều thì em mới có kinh nghiệm thôi, chứ còn như nhau hết, nên các chị cứ phải luyện nhiều, các chị cứ luyện nhiều đi thì nó từng mỗi một hôm mình xử lý một kiểu, mỗi một hôm nó có một cái tình huống khác nhau ấy, từng ngày nó tạo ra cái trải nghiệm của mình nó nhiều lên ấy, thì mình sẽ có những cái lúc mà mình xử lý nó rất là linh hoạt, rất là nhanh, mình không phải suy nghĩ nữa, lúc đó mình biết là cái tình huống này như thế này mình xử lý như thế nào đó. Tóm lại là kiểu gì là nó chỉ tất cả những cái gì mình học thì mình phải luyện thì mới ra được. Đấy, tóm lại là chị vui này, đấy, chị Lương này, chị Nga này, chuẩn bị tinh thần đi đi mở phòng đi để các chị em lên quẩy tưng Cô anh ơi, bừng. nếu như mà mình đứng lớp đi khoảng độ bao nhiêu lâu thì mình không không bị nặng đầu nữa trong một thời gian năm bao một lâu? năm nhá, khoảng một năm là chị sẽ rất tự tin, Nghĩa chị đừng là lúc đấy có là theo như em là vào. đi xe không phải suy nghĩ nữa, là đang đi xe nữa. Đúng rồi, một năm. Một năm Chị đã được bao nhiêu lâu rồi? mấy tháng tháng hơn mấy tháng tháng mấy tháng nhưng mà những cái tháng trước đây coi như chị bỏ qua hết đi, bởi vì lúc đấy đúng rồi. chị tập với cái tinh thần là biết tập tập mẫu thôi, mà cho mọi người thôi, còn bây giờ chị hiểu những cái kiến thức này rồi, chị sẽ cần một năm để chị rèn tất cả những kiến thức em nói, chị thì chắc chắn chị sẽ rất là thành công. Bởi vì muốn thành công là chúng ta đi cái con đường mà những người thành công đã thành công rồi. Đấy là cái cách thành công nhanh nhất. Cái cách này, tất cả những kiến thức em dạy các chị là những kiến thức em đã áp dụng vào trong cái bài tập của em. Thì không có lý do để các chị không thành công cả. Chắc chắn khẳng định 100%. Đang bảo là còn 2 tuần nữa là